5 chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Theo trang web Công giáo vừa đưa lên, bất ngờ cuối cùng lý do thực sự Đức Giáo Hoàng Từ Nhiệm đã được tiết lộ. Vậy chứng bệnh là gì? Lý do chính để Đức Giáo Hoàng Từ Nhiệm? Đức Giáo Hoàng là vị giám mục của Giáo phận Roma, lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo toàn thế giới. Theo quan điểm của Giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, tông đồ trưởng của Chúa Giêsu, là tảng đá để xây dựng nên giáo hội. Giáo hoàng đương kim hiện nay là Đức Phanxicô, người được bầu chọn vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, kế vị Giáo hoàng Benedicto 16 thoái vị. Thời gian tại vị của một giáo hoàng được gọi là triều đại giáo hoàng, và thẩm quyền của giáo hoàng đối với giáo hội thường được gọi là quyền tông tòa. Dựa trên truyền thống, giáo hội cho rằng đó là ngai tòa của Thánh Phêrô trên cương vị là giám mục Roma. Giáo hoàng cũng là nguyên thủ quốc gia của thành Vatican, một thành bang có chủ quyền nằm trong lòng thành phố Roma của nước Ý. Thể chế giáo hoàng là một trong những cách tổ chức lâu đời nhất trên thế giới và đã đóng một phần nổi bật trong lịch sử nhân loại. Theo trang web Francisco.vn, chứng bệnh gì là lý do chính để Đức Giáo Hoàng từ nhiệm? Cuối cùng, lý do thực sự Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ nhiệm đã được tiết lộ trong một bức thư gửi cho người viết tiểu sử của Ngài vào tháng 10 năm 2022. Và được một tạp chí Đức đăng, Đức Benedicto 16 giải thích lý do y tế là lý do chính yếu làm cho Ngài từ nhiệm tháng 2 năm 2013. Trong một thư gửi cho nhà báo Người Đức ngày 28 tháng 10 vừa qua, vài tuần trước khi Ngài qua đời và được một tuần báo Đức đưa ra ngày thứ 6, 27 tháng 1, Ngài cho biết chứng mất ngủ của Ngài là lý do chính để năm 2013 Ngài từ nhiệm. Ông Sewan là người viết tiểu sử của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16. Trong bức thư được tuần báo Focus công bố, Đức Giáo Hoàng qua đời ở tuổi 95 ngày 31 tháng 12 năm 2022, giải thích lý do chính Ngài từ nhiệm tháng 2 năm 2013 là chứng mất ngủ đeo dính Ngài không ngừng tháng 8 năm 2005, vài tháng sau khi Ngài được bầu kế nhiệm Đức Gioan Phaolô II. Một tai nạn vẫn chưa được biết vào tháng 3 năm 2012. Sau đó, bác sĩ riêng của Ngài đã kê toa thuốc ngủ mạnh và ban đầu đã giúp Ngài đảm nhiệm được trách vụ của mình. Nhưng theo thời gian, những viên thuốc ngủ này có giới hạn của chúng và ngày càng ít có khả năng đảm bảo dược tính của nó. Việc uống thuốc ngủ này cũng là nguồn gốc của một sự cố xảy ra trong chuyến đi Mexico và Cuba vào tháng 3 năm 2012. Theo bức thư được báo Focus đăng, buổi sáng sau đêm đầu tiên, Ngài thấy khăn tay của Ngài đầy máu. Ngài viết: "Chắc hẳn tôi đã va vào đâu đó trong phòng tắm và bị ngã. Một bác sĩ đã phải làm để các vết thương không thể nhìn thấy, và sau sự việc này, một bác sĩ riêng mới của Ngài đã phải giảm liều thuốc và khuyên Ngài chỉ xuất hiện vào buổi sáng trong các chuyến đi nước ngoài. Một tình huống đã trở nên không thể giải quyết được." Giáo hoàng danh dự viết trong thư, Ngài biết rõ những giới hạn này chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, và nhận thức này đã làm Ngài quyết định từ nhiệm vào tháng 2 năm 2013, vài tháng trước Ngày Thế Giới Trẻ ở Rio mà Ngài cảm thấy mình không thể vượt qua. Vì thế, Ngài đã từ nhiệm sớm để người kế nhiệm, Đức Giáo Hoàng Francisco, có thể đi chuyến tông du này. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ nhiệm năm 2013 đã làm cả thế giới ngạc nhiên. Ngài qua đời vào ngày 31 tháng 12 ở Đan Viện Mẹ Giáo Hội, trong khu vườn Vatican, nơi Ngài về ở gần 10 năm. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 là giáo hoàng thứ 265 tại vị từ năm 2005 đến năm 2013.